Mua đi các bác ạ. Mày chết này, mày chết này. Úi giời. Úi giời ơi, anh em ơi, con rồng to chưa? Ôi. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Chê các bác ơi. Chê. Ê, con này chê ta nhé anh em nhé. Hello, xin chào lắm cho anh em quay trở lại với channel của em nhé. Nay ra đây đi gãy ít rô bác này. Cảnh đẹp chưa? Anh em thấy cảnh đẹp chưa? Rất là phê luôn. Rô tăm rô nảy sung sục, em vừa ra thấy nhiều tăm quá nên là chạy ra đây gãy ít rô. Quay cho bác xem. Tiện này giới thiệu bác nha. Hôm nay bác quả xô đựng cá này, này không còn rõ lắm. Xô đựng cho nó nhiều. Nằm đầy cái thùng này thôi nhá. Quay anh em xem cái khung cảnh chỗ em đang câu này. Trời nắng. Nắng ơi là nắng luôn. Mặc dù là có ô nhưng em vẫn phải đội nón ấy. Đấy, anh em thấy cảnh đẹp chưa? Đây toàn hàng khủng thôi. Những cái chỗ như này anh em nhá, rất nhiều cá to bởi vì bọn kích thủ nó không đi được đâu các bạn. Kìa, những cái chỗ như kiểu bèo kia bọn nó không đi vào đây đâu. Thành ra là ở đấy rất nhiều cá to mà câu rất là sướng. Quả môi lên thoại. Chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Úi giời. Úi giời. Cá rô. Được một nhóc đầu tiên. Này sắm cái xô bác nhá. Được đầu nhóc đầu tiên đáp xô. Trời mê. Cũng rau à. Để múc cho nó tí nước các bạn. Được một chú đầu tiên. Xinh xinh. Mút đấy. Đóng luôn. Thêm một nhóc nữa anh em ạ. Thêm nhóc, một nhóc vào rõ. Mua đi các bác ạ. Mày chết này. Úi giời.
Ui trời ơi, anh em ơi, con rồng to chưa? Ui. Ui, anh em ơi, con rồng cũ chưa? Ui, ai bảo ai cắm tay đó quá. Ui, vào đấy thì bà nhóc. Mút đấy. Cho mút đi anh em ạ. Mày chạy đâu? Một nhóc xinh xinh. Ôi giời. Ôi giời. Một nhóc nhỏ nhỏ. Ôi, cắm đầu quá. Ôi, một nhóc nhỏ xinh xinh quá nhá. Cắm toát cả tay này. Phê quá. Cá lại bắt đầu quấn hổ quá. Đá tay ghê. Giật cá to đá tay ghê. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Chạy đâu em ơi? Ô, chê các bác ơi. Ôi chê. Ê, con này chê ta nhá anh em nhá. Ôi chê ta. Rồi, bình tĩnh. À con này có ngạnh ác lắm bác ạ. Ê, con này có hai ngạnh. Chê ta. Ôi giời. Ngạnh thì cũng vào đây. Anh em đánh cái quả mồi này của em này auto được chê mấy rô. Yên tâm mà rô phí ít khi ăn mồi này nữa các bác ạ. Này chỉ có rô phí sông nó ăn, nó loại rô phí kiểu nước ngọt nó ít khi ăn. Chỉ có rô phí sông nó nợ thì nó còn ăn. Nhưng các bác câu sông nó ngọt rô phí ít khi ăn đó. Mút, úi giời mút. Úi, mất rồi. Úi, quả đẹp thế mất nhỉ. Cổ đống này mới là sướng các bạn. Đấy, nhầm nhìn dùng phao lét. Đấy, càng lét luôn đấy. Trôi nhỉ, nước này nó hơi chảy. Nét ra vào phào anh em xem. Đấy, bóc trung tâm. Chết luôn. Ôi, con rồng to quá.
Ui dồi ôi, con này chào bá luôn các bác ơi. Ui con này to chào bá luôn. Ui dồi ôi. Dồi ôi. Ui anh em ơi, con này to chưa? Đây, con này xứng đáng mà chụp nó kiểu ảnh các bác nhá. Để em chụp nó kiểu ảnh nhá. Anh em nhìn con bự chưa? Ui dạ mà, cho đây. Nói giật những con đồ to sướng thế. Đã tay luôn đấy. Phải nói là đã đời luôn các bác ạ. Mày chạy đâu? Rồi, mày chạy đâu? Rồi. Ui, mắc cái đống mốn rồi. Đống này cái đống mốn anh em ạ. Chết dở ơi, tôi đồng mũ để máy không mất anh em ạ, máy không mất. Ai, các bác nhìn xem phê chưa? Ai, ai, ủa, cắm đầu quá, cắm bắt đầu quá. À, lại vào sợ. Anh em đánh lưới số 1 thì ra là cả bé dính hết. Ngoài bên kia máy người ta chạy ổn quá nhỉ. Anh em đánh lưỡi số 1 đấy, lưỡi nhỏ thì cá bé cũng dính hết. Mà rô đồng thì táo toàn chứa lưỡi số 1 đấy các bạn, chẳng ai chứa lưỡi to. Trời sắp mưa rồi kìa. Mút, mút, giời mút. Ôi, mất rồi. Ê, quả đẹp thế mà mất nhỉ. Giật quả đẹp thế mà lại mất các bác ạ. Rối cả dây gì đấy chứ này. Cá đã không được còn rối thôi. Tao đỏ. Cá đã không được còn rối dây. Lúc mà cá đang cắn anh em ngồi gỡ dây thế nào cũng hơi bị hốt đấy. Cô dẫn nhiều khớ khớ các bác ạ, dễ rôm ròm này. Thì... đây rồi. Lù con. Lù con anh em ạ. Mẹ tí. Lù giòn này, lù giòn. Lù giòn.
anh em nhìn nha, dãy xô đùm đùm này, cỡ này. Wow. Chạy đâu em ơi. Ôi, cá to, cá to. Ui à, con thành con. Con thành con này quá. Con thành con nó đắt này. Ui nè, con thành con ra đổ bèo, rất là to to. Tươi chưa? Nè nhìn tươi chưa? Dài rồi. Phải. Nào đây. Anh em có nhìn thấy tám mông này. Ủa chép này cực kỳ nóng chăn cày này. Hôm nay mà nay bong lục bị đánh hay quá nhỉ. Đây, hết tầm, hết sủi, nó hết sủi đấy. Vừa nó cày quá quá. Này ngồi cái lỗ này cực kỳ nắm chép vào cày. Đấy ơi, đằng kia anh em ơi. Đấy bắt đầu kìa. Tầm này ăn mạnh. Chả nhẽ chạy về nhà vác cần lục qua đánh chắc. Đấy quá nhỉ. Chẳng nhẽ về nhà lấy mồi đánh chép ra cô lục chắc phí thế nhỉ. Ui anh em cày dã man đấy không rồi thì quá này không cầm mồi đánh lục này. Ổ rồng của em thì tâm vẫn vào đầy này. Vút. Ôi rồi. Còn thấy gớm đấy. Con này hơi nhỏ anh em nhé. Phê nhé. Câu toàn loại rô này cũng sướng đấy. Rồi về rồi anh em ơi. Một mẻ cá rô này. Cá rô vẫn chê này. Để em gặn nước cho bác xem nhé. Nhiều nước quá. Chuẩn mất hai con nhỏ. Nói chung là nay cũng được khá được bữa anh em ạ. Úi dồi 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 dồi. Ôi cậu ổng dậy à quá. Vào ngay đây. Để gặn nước chụp mà cho các chú kiểu ảnh các chú dẫy như thế này. Không sao tôi chụp được. À, này cũng được bữa anh em ạ. Là một con chê nhỏ nhỏ này. Đấy, một tô đồng này anh em thấy ổn chưa? Phê đấy nhỉ. Đã rồi. Và gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé, về đây.